Xin chào tái ngộ tất cả quý vị đang xem show Lửa Hồng. Hôm nay Xuân Hồng giới thiệu với quý vị một món ăn rất ngon. Quý vị có thể làm món ăn này để mình ăn với cơm cũng ngon, ăn với các loại bún hoặc là mình nấu bánh canh. Đó là món chả cá. Xin mời quý vị vào bếp. Để làm món chả cá thì chúng ta cần có cá phi lê. Quý vị biết chả cá thì quý vị đi ra chợ, ra tiệm mua rất là nhiều phải không? Nhưng mà hôm nay chính tay mình ở nhà làm thử chả cá như thế nào? Xuân Hồng làm thử không dùng hóa chất nhưng mà thấy cũng ngon miệng lắm quý vị. Thấy nó cũng dai, cũng giòn, cũng ngon lắm. Nhưng mà chắc chắn một điều không thể nào so sánh với những nơi người ta bán được. Những nơi người ta bán có thể người ta dùng cái máy lớn, hoặc có thể người ta cho chút xíu hàn the vào thì chả nó dai, nó giòn. Còn mình làm ở nhà mình không cho chút xíu hóa chất nào hết, vẫn ngon miệng như thường và ngon theo cái cách của mình làm ở nhà. Nha quý vị nha. Giống như quý vị làm chả lụa, quý vị không thể nào so sánh ở ngoài. Trời ơi, tại sao em làm chả lụa không có giòn như ngoài? Ở ngoài người ta cho rất là nhiều thứ hóa chất để cho ngon, phải không quý vị? Hay là người ta có những cái bí quyết riêng. Còn mình làm ở nhà là chủ yếu cho cái khẩu vị gia đình mình ăn, thì không thể nào chả lụa mình so sánh với ở ngoài được. Cũng giống như chả cá cũng vậy. Chả cá thì mình làm ở nhà vẫn dai, vẫn giòn, vẫn ngon. Nhưng mà nếu mà để so sánh với những nơi khác thì Xuân Hồng không biết. Mà khi Xuân Hồng làm cái chả cá này rồi đó thì ai cũng thích hết. Và để thành công cái món chả cá này đó, nó dai, nó giòn, không dùng hóa chất thì sao? Thứ nhất, nó rất là nhiều yếu tố. Quý vị cần phải dùng cái cá phi lê ngon. Thứ hai là quý vị phải xay, đừng có xay nhiều quá. Quý vị xay quá nhiều một lần, trong khi cái máy mình bé tí như thế này hoặc lớn hơn chút xíu, thì cái chả mình sẽ bị vỡ liền. Quý vị xay ít một thôi và bao giờ cũng giữ cái cá mình nó có độ đậm, để cho cá mình nó không có bị mỡ rẹt ra. Rồi, sau đó thì sao? Chúng ta phải cho vào, sau khi xay xong chúng ta cho vào cái máy người ta quết lại, Xuân Hồng quết lại. Quý vị biết sao không? Cái chả cá này nè, khi mà xay quý vị đừng có xay quá lâu nữa. Mình không nhất thiết phải xay thiệt là nhuyễn, không phải quý vị. Quý vị xay quá lâu nó cũng bị bở nữa. Mà mình xay sao vừa nát tới thôi. Tức là vừa cá vừa nát tới thì chúng ta phải ngưng liền. Sau đó cho qua bên cái máy này để mình quết. Thôi bây giờ mình bắt tay vào làm. Tại sao Xuân Hồng nói sơ như vậy là để cho quý vị có cái khái niệm là làm chả cá ở nhà như thế nào. Thứ nhất, mình chọn cái cá phi lê tươi, phi lê ngon. Thứ hai là cái cá phi lê này khi quý vị xay nó còn cái độ lạnh. Thứ ba là khi mà mình xay đừng xay quá nhiều và đừng xay quá nát. Chỉ xay vừa nát thôi chứ không có nhuyễn nha, không xay nhuyễn, xay vừa nát mà thôi. Sau đó chúng ta cho vào cái máy này quết và cái máy kitchen ấy này quết trở lại thì cái đó là nó nói lên cái độ cá của mình dai hay không là do cái máy này. Rồi, bây giờ tại sao Xuân Hồng dùng cái cá phi lê mà quý vị thấy nó vẫn còn đá như thế này nè. Quý vị cầm, Xuân Hồng cầm cái miếng cá quý vị thấy nè. Nó vẫn còn một lớp đá mỏng ở trên này, tức là không quá cứng mà cũng không quá mềm. Nó còn một cái độ cá, cái độ đá mà mình cầm cái miếng cá nó còn cứng cứng như thế này. Thì lúc này là ngon nhất để mình làm chả. Thì quý vị cắt ra những miếng nhỏ nhỏ vừa ăn như thế này đó. Xuân Hồng cắt mà quý vị thấy nó còn rắn rắn chút xíu đó. Có thể cắt ra làm hai cho nó nhỏ nhỏ ha. Và vật liệu này hôm nay Xuân Hồng dùng là 6 miếng cá phi lê tilapia. Tilapia là cá rô phi và người ta phi lê ra như thế này. Quý vị có thể mua trong Costco rất là ngon. Rồi, bây giờ Xuân Hồng mới cắt những miếng cá nhỏ nhỏ mà còn cứng cứng đá vào đây. Tức là không quá cứng mà cũng không quá mềm. Tức là mình cắt được quý vị, mình cắt được bằng dao nhưng mà không phải là mềm nhão ha. Đó. Xuân Hồng dùng 6 miếng cá phi lê tilapia. Còn cái nêm nếm thì dễ rồi đúng không ạ? Quan trọng là cái cách làm thôi chứ còn nêm nếm thì tùy theo khẩu vị mình thôi. Mình muốn mặn lạc thì cho mình thôi đúng không? Rồi. Đó. Cứ như vậy quý vị cắt hết cho Xuân Hồng 6 miếng cá tilapia. Mà mình không có phải là để cho nó mềm xèo ra, cũng không phải cứng ngắc. Mình để nó còn cứng cứng như thế này đây. Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa, 6 miếng cá phi lê tilapia thịt tươi. Mặc dù người ta để đông lạnh nhưng mà mình phải chọn cái cá tươi. Quý vị có thể mua cá trong Costco. Nếu mua về nó còn mềm quá thì quý vị phải để trong tủ ngăn đá, để cái miếng cá nó vừa cứng tới. Tức là không phải là đông đá mà cũng không phải là mềm xèo, nó cứng cứng như thế này. Thì chúng ta bắt đầu cắt ra những miếng nho nhỏ như thế này vừa ăn. Rồi, Xuân Hồng cắt ra xong, bây giờ Xuân Hồng sẽ cho hành vào. Hành lá quý vị cho nhiều ít tùy theo quý vị, nhưng mà Xuân Hồng cho khoảng một nắm hành lá. Cũng cắt nhuyễn nhuyễn cho vô. Rồi,
không có hành nó tanh quý vị, mình cần phải có hành nha. Rồi một bó hành lá Xuân Hồng cắt nhuyễn cho vào đây. Rồi bước kế tiếp Xuân Hồng sẽ gỡ bao tay ra để mà ướp gia vị. Xuân Hồng ướp gia vị vào đây để cho quý vị xem. Chúng ta không cần ướp quá lâu, chỉ trộn sơ qua rồi mình đi xay thôi. Xuân Hồng với 6 miếng cá tilapia, Xuân Hồng cho 2 muỗng cà phê chicken powder. Xuân Hồng cũng cho 2 muỗng cà phê đầy đường cát, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh nước mắm ngon, nước mắm nhĩ, nước mắm ngon. Rồi, tiêu, bột nổi và Xuân Hồng dùng bột chút xíu để làm chả cá là bột khoai tây, chứ không phải là bột năng hay bột bắp, mà là potato starch, tức là bột khoai tây nha quý vị nha. Và tiêu, bột nổi, bột khoai tây này chút xíu mình mới cho vào khi mà mình quết cá. Còn bây giờ mình chỉ trộn cái này lên và mình đi xay mà thôi nha. Bột nổi với lại cái bột khoai tây đó mình cho khi quết cá thì cá nó mới dai. Còn mình cho vào đây lúc này mình đem đi mình xay đó thì cái cá của mình nó sẽ bị bở ra. Cho nên là có nhiều cái mà cho trước cho sau rất là quan trọng. Xuân Hồng hy vọng quý vị sẽ làm thành công cái món chả cá này. Xuân Hồng làm thì người thân rất là thích. Khi mà mình nấu bún cá hay là nấu bánh canh ở nhà đó, mình tự tay mình làm chả cá ngon lắm quý vị, tươi dai lắm. Quý vị có thể làm từ cá thu ảo, cá sao minh làm cũng ngon, nhưng mà Xuân Hồng thích nhất là từ cá thu ảo. Nhưng mà thu ảo thì quý vị phải biết cái nguồn hàng ở đâu là cá thu ảo nó tươi nó ngon thì mới được. Rồi bây giờ Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa, 6 miếng cá phi lê tilapia, tức là cá phi lê của con cá rô phi, mình mua ở Costco cũng được, ở ngoài chợ cũng được. Và khi mua người ta đông đá quý vị về để cho nó bớt đông một chút xíu, quý vị rửa sơ qua, miếng cá nó vẫn còn cứng thì mình mới cắt từng miếng như thế này. Và quý vị ướp nhanh gia vị vào gồm có nước mắm, muối, đường, bột nêm và hành lá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xay. Với cái máy nhỏ như Xuân Hồng như thế này thì 6 miếng cá Xuân Hồng có thể xay làm 2 đến làm 3 lần, chứ mình đừng có xay một lần hết nha quý vị nha, cá nó bị bở liền. Chúng ta cho cá vào đây xay, không cần ướp quá lâu nha quý vị nha, chỉ trộn sơ gia vị thôi. Xuân Hồng xay ướp sẽ xay làm 3 lần. Đó, quý vị thấy nè, có thể làm 2 lần cũng được quý vị. Cái miếng cá, cái máy nhỏ thì xay làm 2 lần. Rồi, bây giờ mình xay nha. Khi xay quý vị đừng bao giờ cho máy chạy một hồi, một mạch luôn không. Khi máy mình cứ chạy một mạch như vậy thì cá hay thịt mình sẽ bị bở liền. Mà mình xay chút xíu mình ngưng, mình xay chút xíu mình ngưng. Ví dụ như vậy. Ngưng chút xíu ha. Đó, mình xay phải ngưng chút xíu như vậy để cho cái máy mình nó nghỉ chút xíu, mà nó chưa kịp nóng lên mình đã ngưng rồi. Rồi lâu lâu quý vị mới lấy cái này, quý vị mới trộn đều cái cá mình lên để xay cho nó, để cho nó đều. Đó, quý vị thấy là cá mình gần nát rồi. Xuân Hồng không nói quý vị xay nhuyễn nha, chỉ xay nát mà thôi. Đó, bây giờ Xuân Hồng chỉ cho chạy vài vòng nữa thôi là được rồi. Quý vị thấy không, xay rất là vài ba chập là xong rồi. Rồi, xong rồi đó quý vị. Đừng xay cá quá lâu. Quý vị xay quá lâu là cái cá mình nó sẽ bị bở liền. Và cái cách xay nó quan trọng lắm để cho cái chả cá của mình nó giòn và nó dai. Sau khi quý vị xay một chập như thế này, quý vị nhìn thấy nè, để nhờ Khánh zoom in vô cái cá mà Xuân Hồng xay nát cho quý vị xem. Nó như thế này đây, nó không có nhuyễn như là bột. Quý vị mà xay lâu quá nhuyễn á, là cá bị bở liền nha. Xay như thế này, xay chút xíu mình ngưng máy, xay chút xíu mình ngưng máy, khoảng 3-4 lần như vậy thôi là một cái cối cá của mình nó nát như thế này. Bây giờ mình lấy cá đã vừa nát tới cho vào trong cái cối này. Đó. Rồi sau đó mình mới đem đi mình quết. Mình quết cá trong cái máy kitchen ấy thì cá nó mới dai. Chứ mình xay để cho cá nhuyễn luôn quý vị là thất bại liền nha. Rồi bây giờ quý vị nhìn nè, cá của mình Xuân Hồng đã xay vừa nát tới thôi quý vị nhìn nè. Thấy không, không có quá nhuyễn đúng không? Đây, bước kế tiếp là Xuân Hồng cho cái gì vô đây? Bột nổi. Mình phải có bột nổi thì chả mình nó mới xốp, mới dai, mới giòn, mới ngon. Xuân Hồng đi lấy cái muỗng cà phê. Với 6 miếng cá phi lê, Xuân Hồng cho nửa muỗng cà phê bột nổi vung vung như thế này nha.
cái muỗng cà phê mình đong nửa muỗng như thế này, nửa muỗng vuông chứ không phải là nửa muỗng chút xíu. Đây, Xuân Hồng cho quý vị xem nè, nửa muỗng bột nổi. Rồi Xuân Hồng sẽ cho vào đây là mấy cái muỗng bột potato starch, là bột khoai tây, nó làm cho chả mình giòn nhai. Xuân Hồng cho 2 muỗng cà phê đầy potato starch. Đó, đầy như quý vị nha, Xuân Hồng lúc đầy đó. Rồi, Xuân Hồng cho tiêu vào đây luôn. Tiêu trắng. Đó, Xuân Hồng cho khoảng nửa muỗng cà phê tiêu. Rồi, xong rồi. Tại vì gia vị mình đã ướp rồi, với lại cái chả của mình, quý vị đừng có ướp quá mặn. Tại vì mình sẽ ăn với nước mắm hoặc là mình nấu bún, nấu bánh canh mà. Xuân Hồng dùng cái này để mà quết chả nha. Rồi Xuân Hồng cho cái đồ cái flat để mà nhồi vào đây. Rồi mình nâng cái máy lên và chúng ta bắt đầu quết này quý vị. Đó, quý vị quết chả như thế này để cho chả nó dai và nó giòn, để Xuân Hồng lấy cái khăn lau. Trong khi chờ chả quết chút xíu, Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa, quý vị làm chả cá ngon hay không? Xay là do cách mình quết. Quý vị đừng có xay chả cá, cái cá phi lê của mình xay quá nhiều, xay ít một mà thôi. Xuân Hồng xay một lần 3 miếng cá phi lê thì 6 miếng cá phi lê hồi nãy Xuân Hồng ướp gia vị xong, Xuân Hồng xay làm 2 lần. Và khi xay quý vị đừng bao giờ cho máy chạy một lèo. Cho chạy chút xíu, tắt máy, cho chạy chút xíu, tắt máy nha. Hoặc là quý vị pause, dùng cái chế độ pause á. Thì năm khoảng 3 4 lần như vậy thôi, cá mình nó vừa nát thôi, quý vị phải tắt máy liền. Chuyển cá qua bên cái mixing bowl này và chúng ta bắt đầu quết. Thì quý vị thấy, bắt đầu quết chúng ta mới cho cái bột khoai tây, cho bột nổi và chút xíu tiêu vào. Đừng bao giờ cho bột khoai tây, bột nổi ngay từ đầu khi mình xay là cá nó bị bở liền nha quý vị nha. Phải cho khi mình quết như thế này thì nó mới có độ dính vào với nhau, nó làm cho cá mình nó chặt và nó dai, nó giòn. Rồi, quý vị nhìn thấy cá Xuân Hồng đang quết nè, rất ngon. Quý vị nhìn nè, dai, dẻo. Bây giờ Xuân Hồng tăng tốc độ lên chút xíu. Xuân Hồng tắt máy và lấy cái này của Xuân Hồng vét. Tại vì khi mà mình quết như vậy đó quý vị, cá nhiều khi nó dính hai bên cái hông của cái tô, nó không có đều. Cho nên mình phải vét nó xuống để mà mình quết một lần nữa. Đó, dẻo, rất dẻo quý vị. Ngon lắm. Mà hoàn toàn không dùng hóa chất nha quý vị nha. Vậy là xong rồi. Bây giờ bước kế tiếp là chúng ta làm cái gì đây? Quý vị nhớ giữ màn hình của đài truyền hình ngày hôm nay. Xuân Hồng với quý vị đang làm chả cá rất ngon, để nấu bánh canh, nấu bún cá, hay là mình cắt ra mình chấm nước mắm ăn cái cơm cũng ngon vậy ha. Rồi bây giờ Xuân Hồng mới hạ máy xuống. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy chả cá ra cho quý vị xem khi mà mình đã quết xong nó như thế nào đây. Hồi nãy mình xay xong quý vị nhớ không? Nó vừa nát tới thôi, nó không có dẻo. Và sau khi mình cho chút xíu bột nổi, tiêu này nọ vô mình quết á, thì nó dẻo như thế này nè quý vị. Nó dẻo nhẹo như thế này nè. Wow, đó quý vị thấy Xuân Hồng, múc nó dẻo vậy đó, dính luôn cả vào cái này. Thì cá mình chắc chắn sẽ dai lắm khi mà quý vị làm chả nha. Giờ Xuân Hồng vét bớt cái cá này xuống. Rồi bây giờ mình mới bước cái tiếp là mình đem đi hấp. Quý vị sẽ nói là ủa, tôi thấy nhiều người làm chả cá đâu có hấp đâu. Nhưng mà quý vị làm thử theo cách của Xuân Hồng đi. Nếu quý vị làm chả cá, quý vị không hấp trước và đem đi chiên á, tức là mình chiên trực tiếp khi cá còn sống á, thì cái chả cá của quý vị sẽ bị nhăn nhúm lại rất là xấu, không có đẹp. Mình hấp sơ qua, sau đó quý vị chiên thì cái miếng chả của quý vị nó vẫn giữ cái nguyên hình nguyên dạng như vậy là thứ nhất. Thứ hai, chả mình không có bị khô.
Quý vị chiên bằng ngọt sống như vậy, quý vị lấy cá chiên luôn cũng được, nhưng mà sẽ không ngon bằng quý vị hấp nha. Và cái màu sẽ không đẹp bằng. Xuân Hồng đã làm nhiều lần rồi. Rồi bây giờ quý vị thấy là Xuân Hồng quét cái chả lại sơ qua, quý vị nhìn thấy nè, cái dẻo nó dai như thế này đi nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi hấp nha quý vị nha. Đó quý vị thấy không, dai dai mà Xuân Hồng múc lên mà không nổi luôn á, nó dai vậy đó. Thì chả mình chắc chắn giòn rồi nha. Rồi bây giờ mình đi hấp cái xửng bên này, đang nước đang sôi sùng sục, Xuân Hồng bật lửa lên. Cái nồi dầu bên này Xuân Hồng cũng vặn để sẵn dầu rồi. Mình hấp xong chả cá chín mình đem qua mình chiên sơ. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy cái gì ra, tùy theo quý vị muốn muốn chả mình to hay nhỏ thì mình cho vào cái chén. Và Xuân Hồng lấy cái food wrap để bỏ trong cái chén nha. Đó, quý vị thấy là mình lấy food wrap, chẳng dại gì mà mình lấy cái tay mình làm cho nó dơ, dính tay đúng không? Chả rất là dính mà. Xuân Hồng cho cái food wrap vào trong cái chén, múc chả vào. Tùy theo quý vị muốn chả nhiều hay ít, dày hay mỏng mà mình cho nhiều hay ít nha. Đó, quý vị thấy nhẹo nhẹo luôn nè. Có hành lá rất là thơm á. Rồi, bây giờ mình chùm cái food wrap lại như thế này. Mình lấy tay mình dàn nó ra. Quý vị có thể làm trong cái dĩa nếu mà quý vị muốn nó mỏng hơn ha. Xuân Hồng lấy cái dĩa đi. Chén thì nó dày quá, mình không muốn chả nó dày, muốn trong cái dĩa này cho nó mỏng mỏng chút. Đó, dàn mỏng ra như thế này. Không cần phải tròn quay, không cần phải vuông vắn đúng không? Chả nè, chả cá nè. Rồi, như thế này đây. Bây giờ Xuân Hồng sẽ cho vào cái xịn hấp. Hấp khoảng 15 phút đến 20 phút thì cá chín, chả cá chín. Quý vị đem ra để nguội rồi chiên hoặc là chiên nóng luôn cũng được. Thì đây là mấy miếng chả cá Xuân Hồng đã hấp xong 15 phút. 15 phút đồng hồ thì Xuân Hồng thấy chả cá mình được rồi. Bây giờ Xuân Hồng mới gấp chả cá ra. Đó quý vị thấy nè, chả cá mình dai nhẹ, nó tinh tinh như thế này là nó dứt rất là dai. Rồi mình gấp chả cá ra như thế này đây. Rồi bây giờ mình bên này Xuân Hồng có cái, đúng ra đó quý vị gấp chả cá sau khi hấp xong quý vị để cho nguội rồi quý vị chiên nha. Chả cá sau khi hấp xong quý vị để nguội rồi quý vị chiên, nhưng mà tại vì Xuân Hồng làm xô không có thời gian để chờ cho chả cá nguội nữa cho nên Xuân Hồng chiên luôn thì thấy cũng ok, nhưng mà tốt nhất là quý vị để cho chả cá nó nguội rồi chiên thì nó ngon hơn. Đó mình mới lấy cái phút ráp ra như thế này. Rồi bây giờ mình chiên nha. Đó, quý vị thấy nó dai giòn như thế này nè. Cho chả cá vào trong cái nồi dầu mình chiên. Cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ quý vị nhìn thấy chả cá Xuân Hồng chiên nè, quý vị nhìn thấy này, nó vàng ươm ngon chưa. Rồi sau đó quý vị để thịt nguội rồi mới cắt chả cá nha. Để thịt nguội rồi cắt chả cá ra, mình ăn với nước mắm cũng ngon. Mình ăn, mình nấu bún cá hay là mình nấu bánh canh chả cá cũng ngon. Đó quý vị nhìn thấy nè, wow. Thêm một cái nữa rất là quan trọng Xuân Hồng nhắc quý vị là đừng xay quá nhiều. Một lần xay 2-3 miếng cá mà thôi nha. Bấm 3-4 vòng, 3-4 lần như vậy thôi là cá nát. Chuyển qua mixing bowl lại lấy cái đợt cá khác xay. Rồi khi cho vào mixing bowl rồi, lúc này quý vị mới cho bột khoai tây, bột nổi và chút xíu tiêu vào. Tại vì nếu quý vị cho bột khoai tây, bột nổi, tiêu ngay từ đầu ướp cá bằng khói đen đi xay thì cá cũng bị bở nữa. Chúng ta cho khi mà chúng ta bắt đầu quết cá. Rồi ha, cho bột khoai tây nè, chút xíu bột khoai tây, chút xíu bột nổi và chút xíu tiêu. Quý vị cho vào cái mixing bowl và dùng cái flat để mà mình quết cá. Mới đầu mình quết tốc độ nhẹ, rồi sau khi thấy cá nó đã kết dính với nhau, nó nhuyễn nhuyễn, nó dẻo dẻo dính lại với nhau rồi, chúng ta tăng tốc độ lên, quay vài vòng nữa là xong. Vét cá ra, lấy food wrap, bó lại từng miếng như Xuân Hồng đây. Rồi sau đó quý vị đem đi hấp. Hấp khoảng 15-20 phút đồng hồ, và khi hấp cũng rất là quan trọng, đừng để nước quá sôi. Nước sôi sùng 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 thì cái cá mình đang kết dính lại với nhau là mình lại cá lại lại bung ra, nó lại mở, cho nên mình hấp cái lửa vừa phải thôi, khoảng 15-20 phút đồng hồ cá chín chúng ta đem để nguội và đi chiên, hoặc là như Xuân Hồng vội đây thì Xuân Hồng chiên luôn. Đó quý vị sẽ có những cái miếng chả cá ngon như thế này nè.
Đó, nếu mà làm nhỏ nhỏ như thế này là 4 miếng, và Xuân Hồng cái miếng cuối cùng Xuân Hồng lại làm có một miếng thôi. Đó. Và khi cho vào cái food wrap, quý vị nhớ lấy tay ém bằng mặt rồi lấy tay đập đánh đánh vài ba lần như vậy đó, để cho cái chả cá nó kết dính lại với nhau nha. Đó, quý vị thấy cái miếng cái chả cá này tại sao Xuân Hồng bị nứt chỗ này, là tại vì lúc mà Xuân Hồng dàn ra đó nó không có đều mặt đó, quý vị thấy không, nó bị lỗ chỗ chỗ này nè, nó không có láng mặt. Nên quý vị làm theo cách của Xuân Hồng thì quý vị có thời gian ở nhà làm cẩn thận hơn sẽ ngon hơn rất nhiều. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ bày biện ra rồi, mời quý vị dùng thử cái miếng chả cá chính tay mình làm dai giòn như thế này. Và chả cá ngon nhất là quý vị để nguội rồi mới ăn nha, để nguội rồi mới ăn chứ đừng có bao giờ ăn ăn nóng. Xuân Hồng không ngon mình để nguội. Có nhiều người thì thích ăn chả cá nóng thì tùy thôi, nhưng mà Xuân Hồng thì thích ăn chả cá nguội. Hoặc là để thịt nguội mình cắt chả cá ra và dùng với lại mình nấu các món ăn khác như là bún cá, bánh canh chả cá, ví dụ vậy. Rồi, Xuân Hồng gấp ra một miếng lớn nữa. Ngon quá. Lấy miếng nhỏ lên miếng lớn nha. Đó, quý vị thấy. Wow. Đây là cái những miếng chả cá Xuân Hồng mới làm xong. Để cho quý vị xem. Xuân Hồng chúc quý vị thành công nha. Bây giờ lấy cái kéo mình cắt miếng ăn thử. Tại vì chả cá thì thứ nhất là phải để nguội, thứ hai quý vị nấu một cái món ăn khác thì Xuân Hồng làm sao mà có thời gian nấu thêm một món nữa, đúng không quý vị? Quý vị nhớ đón xem show Lửa Hồng đi, sẽ có món ăn khác làm từ chả cá chính tay mình nè. Rồi cắt thử một miếng nhỏ nhỏ ăn nha. Ui, nóng quá. Bỏng cả tay. Dai, mềm, giòn, thơm và cái màu vàng rất là bắt mắt. Này, Xuân Hồng một lần nữa, món chả cá này Xuân Hồng tặng cho tất cả quý vị yêu thương, ủng hộ Xuân Hồng trong suốt thời gian qua. Thương mến show Lửa Hồng, thương mến show làm đẹp, thương mến cả những cái talk show của Xuân Hồng trên radio. Chúc quý vị có một ngày thật là an lành, thành công với món chả cá làm tại nhà. Nếu mà lần đầu mình làm hỏng thành công thì cũng không sao, làm lần nữa rút kinh nghiệm từ từ nha quý vị nha. Nhưng mà chắc chắn ngon đó nếu quý vị làm đúng cái cách của Xuân Hồng, nó dai nó giòn nhưng mà không dùng hóa chất. Cảm ơn quý vị nhiều, từ xa tiểu bang xa, từ các nước khác, từ Việt Nam, từ châu Âu, từ bất cứ nước nào khi đến miền Bắc Cali đều ghé nhà hàng Nha Trang để thăm Xuân Hồng hết. Xuân Hồng rất là xúc động, thấy những gì mình làm, bỏ thời gian công sức ra làm show Lửa Hồng, làm show làm đẹp, được quý vị ủng hộ như vậy thì Xuân Hồng rất là may mắn, đúng không? Chúc quý vị có một ngày thật là an lành nha. Bây giờ Xuân Hồng xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị trong cái talk show lần sau, những món ăn ngon khác trên show Lửa Hồng. Bye bye quý vị.